mua bông chậu nhỏ hay chậu lớn? Mua chậu lớn với gieo chậu à? Nhỏ gieo chậu đâu được đâu. Chậu nhỏ mua chân chậu đỡ chơi, gieo chậu đâu được đâu. À đây kia à. Không được đó, chậu quan trọng rồi đâu, bông thôi chứ bông đây đâu mang bông ông như thường kia đâu mà mấy chậu quen hơn lắm. Mình đứng lại một xíu, mình quay cái khung cảnh chợ Tết ở bà con xem đó. Đây là quê hương Phú Lạc của mình, chợ Tết ở đó cũng gòn gòn, chợ nó nhỏ luôn các bạn. Nhưng mà không khí Tết là từ lúc bữa nay là ngày nhiêu đây, bữa nay là 26 âm lịch Tết hả, 26 âm lịch Tết thì bữa nay còn 4 ngày nữa mới tới Tết chứ các bạn, 4 ngày nữa mới tới Tết. Nhưng mà mọi người đi chợ từ lúc 4 giờ sáng đó, 4 giờ sáng là đã đi chợ hết rồi đó. Thì dập coi Tết vơ nè, dập coi Tết vơ nha đó, bông vạn thọ đâu các bạn, bông vạn thọ bán nè, bông vạn thọ bán gì nữa rồi đó, cúc nữa nè, bông vạn thọ các bạn, thọ cúc, bông vạn thọ chuối nữa nè đó, chuối đó, cây phát tài, cây phát tài mọi người bán ở nhà chấm kết hợp với vua chuối, chợ chuối ngày 26 mới có chuối các bạn, qua 25 chưa ai bán chuối. Vì đây không có chị nào bán gì rồi ta, vô bán xe ở đây luôn. Đầu đăng ký vô đây luôn, đăng ký hết luôn. Đầu lại đây mua chuối. Mua được nãy đâu giờ mấy? Giờ chở chở gì à? Hai quay à? Đâu? Quay quay đây à? Mấy mình đang mua chuối ở dưới chợ các bạn. Mấy mình đang mua chuối ở dưới chợ. Quay đây nó về không mấy? Quỳ đây nó hơi mọc mốc vậy. Ở đây có dinh liệu này. Đây còn dinh liệu là hai cái. Ủa vậy hả? Quỳ đi. Xén chùa hơn. Xén chùa hơn, đây nó cũng dê đâu á. Dê hả? Dê còn dê. Dê đó đi lên với quỳ em. 15 kg. 15 kg hả? 15 kg là nhiêu tiền? 275 nha. Là ba chục ngàn ký à? 25 ngàn. 25 ngàn một ký chuối các bạn. Đầu cái đây không là mấy ký, nặng hơn một nải chuối. Đó. Quay chợ chuối luôn rồi các bạn xem. Sáng mặt tiền đó, quay đây còn đẹp mà má, vô này ít nãy nè, đi đây nè, quay nam nam đây nè,
ít nãy về mua hai quay. Gãy chú với các bạn. Rồi giờ lấy lại đây không mẹ? Bê trăm bảy nha. Bê trăm bảy nghe các bạn. Chợ dừa mới xuống tới đây là chợ chuối dừa. À bà ôm đây ơi. Mẹ ngồi xem mẹ nhìn đi. Nhìn về nha. Sao nhìn đây nha. Chợ mua chuối. Chợ tết. Chờ nha, chờ nha. À, xong bây giờ bỏ chở xuống lấy xe đẹp sau. Để kế cho khứa khứa đi giống cây cơ rồi đây. À, leo lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiều xuống nhìn nè mày chú cho tôi tiều xuống khá là anh gì đâu mở chỗ thấy không được bỏ lên xe dọc đây nè.